Rồi, kính chào quý bà con ha. Hôm nay mình quay lại vườn chỗ anh Phòn ha, cái vườn mà si đó ha. Thì nay quay trở lại chắc khoảng 7 ngày quá, quay trở lại coi cái trái ở trong anh tiễn chưa. Cái này là anh tiễn chưa anh Phòn? Tiễn rồi mà còn nữa đó. Này, tiễn được. Tiễn nhiều không? Tiễn nhiều chưa? Cũng nhiều lắm rồi. Nói chung là anh tiễn cũng khá rồi ha. Thì cái đọt nó ra cây sau nữa, nó xanh già lại nữa rồi. Mình có cho anh xịt măng cu dép ha. Măng cu dép để ngừa cháy lá tiếp. Để cho cái đọt nó đi chậm ha. Măng cu dép cộng với DLX3 để cho đọt nó đi chậm ha. Thì cũng như thường lệ thôi, mình đi dài từ trong ra. Đó, thì đây là số trái mà hiện tại giờ anh chừa lại nè. Trái nó cũng nói chung là nó cũng hề hởm gai là thấy nhiều người bị đỏ gai nha, nhưng mà cái của anh Thòn thì nó không có đỏ gai, gai nó cũng còn rất là xanh ha. Đó, mình phóng qua kênh kia cho mọi người. Bự ha, biết sao mà bự không anh? Bộ lá nó đỡ hơn ta. Cây này chứ bộ lá nó là ngon lành rồi đó nha. So với nhìn tổng thể của cái vườn này là cái mấy cây bên bờ kia là bộ lá ngon lành hơn rồi đó. Thì trái nó chạy trái nhanh hơn nè. Ảnh thì cách ngày tưới một lần mà tưới không lợi, quá trời nắng, thời tiết này quá trời nắng rồi. Ha, trái thì nó xanh trái ha, tròn quay luôn. Mà tưới gì thiếu nước rồi, ngày mai tưới đậm đậm giùm em đi ha. Đó, trái trong thì nó còn đều hết đó. Anh cũng tiễn bớt rồi đó. Mấy bệnh kia không, mình không có cầu mình bước qua ha. Đứng này ngoài chơi đây. Đó, mấy bệnh kia thì cũng giống vậy thôi, cũng si vậy thôi mà đậu cũng khá. Ba cây kế bên nè. Nói chung bờ này có mấy cây hà đậu cũng rất là khá nha. Cũng trong cái tình trạng suy hết. Như cây này lá lú là nó cháy bánh chành mẹ nó hết rồi đó. À, mình nhìn trái bên trong ha. Trái gì thôi mình tiễn bớt, mấy trái nào méo trái tiễn đi. Cây này mình đâu để nhiều được đâu mà mình để nhiều à anh Phòn. Đó. Trong tình hình trong nó đậu là vậy đó ha. Ảnh đã tưới một cử xô nuôi trái rồi nha. Tưới một cử xô nuôi trái rồi. Cây này lá muốn hết luôn rồi. Mấy cây mà trống gì anh càng phải tưới nhiều nữa nha anh Phòn. Tại nó càng nó mau khô hơn những cây khác. Ồ, cây này nói chung là để về trái ăn chơi thôi chứ còn năng sức gì nữa nha. Rồi, đi tới cây kế tiếp. Thì ở trong thì mình cũng cho anh xịt cái bồn bo trong biển cộng với canxi Jordan thôi, chứ cũng không có xịt cái gì khác hết. Thì anh cũng đã tiến hành tiễn trái bớt rồi ha. Đó. Này xịt không có nhiều thuốc vậy á, lá lú hết trơn rồi. Nè, đây, sau khi tiễn một cơ số trái rồi đó thì ở trong trái nó vẫn còn gì nè ha. Đó, trái cũng tròn đều đẹp đàng hoàng nha. Thọn ơi, những nhánh này anh để dùng 3 trái như vậy ha. Này, anh tiễn bớt thêm nữa đi dùm em đi ha, để gì đi. Rồi, này chùm này 2 trái bỏ luôn, giữ 1 trái một thôi. Rồi xong. À, đúng rồi, chùm đó để 3 trái gì đó là xong đó. Rồi chùm dưới này. Cái này chùm để 2 trái thôi. Cái này cuốn đôi hay cuốn gì? Đó, 3 trái này nó bằng trang nhau nội ơi. Rồi bỏ 1 trái đi. Tương tự như nhánh này bỏ 1 trái nữa đi. Đó. Rồi phía trên nữa nha, tiễn bớt giùm em mấy nhánh này đi ha. Giờ còn nhiêu trái là để, giờ xác định luôn, nhánh này để được nhiêu trái là để nhiêu trái chứ không có trừ hao nữa.
cây nảy suy lắm rồi, mấy cây này nè sức lực đâu nữa mà cho nó trừ hao. À, như này anh Tiến còn nhiều quá anh Phọt. Tiến nữa đi. Giờ nó chưa thấm đòn đâu, tới khi mà khúc cuối nó mới thấm đòn. Cho nên mình tiễn thôi, tiễn sớm đi. Tiễn được tiễn sớm đi ha. Rồi, cái bộ lá trong thì mới được đi được cái đọt nữa, già nữa ha. Cái lá nhỏ xíu luôn. À, cái vết măng cu dép nó còn dính xanh xanh đây nè. Đó, mấy cây bên kia đầu cũng rất tốt ha. Mấy cây bên này thì nó ít bông, nó ít bông thành ra dẫn đến nó chỉ có vài chùm thôi. Trái thì nó cũng tròn lắm á. Đó, tiện bớt đi. Thì đối với những cây mà suy yếu như thế này ha, thì thường là mình sẽ chủ động mình tưới hữu cơ để mình nuôi trái sớm chứ mình không có xài hóa học nha. Thiếu trái không? Tưới hữu cơ để nuôi chứ không có xài hóa học. Xài hóa học là nó cháy lá nặng thêm, thì dẫn đến là cái chuyện nó không còn lá để nó nuôi trái nữa. Tiễn bớt nè. Không còn lá nuôi trái nữa thì mình sẽ thất bại ha. Cho nên là mình chỉ xài toàn hữu cơ không nha. Bây giờ cái cây này thì mình quan tâm đặc biệt tới cái bộ lá nè. À, xịt ngừa trái lá thường thường, nó mang câu dép thường thường, nó rẻ tiền thôi. Rồi bên cạnh đó là mình tưới dưới gốc thì mình tưới cái xô hữu cơ nuôi trái ha. Đó. Nhiều trái nữa. Tiễn bớt, tiễn đi, bỏ đi. Xác định còn nhiều trái là để nhiều luôn á, đừng trừ hao nữa. Được, trái đó được, trái đó được. Ba trái, chùm đó ba trái. Và mình sẽ chặn đọt bằng những cái vi lượng thôi, chứ mình không sẽ không chặn bằng MKB hoặc là lân kali gì hết trơn nha. Bộ lá này mà đưa MKB với kali vô là banh luôn á nha. À, đậu cũng rất là tốt. Đây, cây nào cũng suy chứ. Trái trên cây còn rất là nhiều ha, giờ phải tiễn bỏ. Vậy là chuyện cây mà nó suy không ảnh hưởng nhiều tới chuyện đậu ha. Thôi là mình cung cấp đủ vi lượng này kia, bò canxi đồ cho đủ ha. Thì cây nó đậu trái tốt thôi chứ không thành vấn đề. Nhưng mà giai đoạn nuôi trái sau này mới quan trọng. Nuôi trái sau mà không đủ dinh dưỡng là nó nuôi không nổi đâu. Rồi, kết thúc video đây ha. Kính chào bà con mình ha.